Chiều ngày 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trợ Mới tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1992, cư trú xã Nhân Mỹ, huyện Trợ Mới tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để sử dụng ma túy, Lợi cùng một người bạn tên Vũ chạy xe máy quanh tuyến đường huyện Trợ Mới để cướp giật tài sản. Khi đến khu vực xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, cả hai phát hiện một bé gái sinh năm 2013, cư trú địa phương, đang cầm điện thoại di động nhãn hiệu Sony G3312 chơi trong quán nước. Lúc này, Lợi ở ngoài xe cảnh giới cho Vũ chạy vào quán giật điện thoại của bé, rồi cả hai cùng lên xe tẩu thoát. Lợi và Vũ đem cầm được 1 triệu đồng và chia nhau lấy tiền tiêu xài. Hiện Vũ đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ tiến hành điều tra truy bắt.